về thân mai nha. À hôm nay mừng sinh nhật Facebook Gaming với lại OTA OTA Network này, mình để cái khung livestream vậy thôi. Nó đâu ảnh hưởng gì đâu mà. Ồ, hai nước mắt ngon. This world will be the first step on my road to conquest. Rồi nữa này. Chaos is the preferred state of nature. Sure. Có vướng gì đâu bạn. Cái này là bắt buộc mình phải để nha anh em. Chịu khó xíu. Làm gì đâu mà căng dữ vậy. Anh em chịu khó xíu đi. Có nên chơi hát tiền với lại vũ trụ không ta? Mà đồ này chắc không chơi được đâu. Bỏ đi. Feeling lucky.
You'll get me next time. Ôi má ra căng hai cầm Sojin luôn. Xin giao cầm kháng phép luôn. Ôi không ai đánh nó hậu vậy à? Không nó có ảnh hưởng đéo gì đâu mà các bạn cứ này nào lọ chai nhỉ, thật sự nó đéo ảnh hưởng gì luôn ấy. Dính ông top 1 một xíu này đấy, cái không gầy vậy à, chia có mỗi tên nó top 1 máu vẫn thấy không? Đợi mình xíu. Đó, vẫn mới thấy máu top 1 này. Từ đợi mình xíu anh em, mới tập trung quá. Rồi vậy được rồi đó. Không che máu là được rồi. Của thằng Bon nó kêu coi. Thằng Bon nó kêu chơi đội hình này ngon lắm. Sure. One.
Thôi cái khung nó hết ảnh hưởng rồi nha, nó không dính cái gì hết nha. Máu vẫn thấy nha các bạn, đừng lèm bèm nữa, mình cọc mình chửi à. Cảm ơn Bùi Hiếu nha. Thank you Gordon Hinckley. Mình đọc tiếng Anh hơi bị ngu, không biết mình đọc có đúng không. Thank you. Tôi đang tập trung. Tôi lấy con gì á? Sorry sorry anh em. Thôi phải chắc quán là mình xài Ari đi, mình không xài Syndra nữa. Xài Ari trưởng với thằng bút rồng hay hơn. Kêu lúc dây ghi trụ này tác dụng là nhặt luôn tướng 2 sao bạn. Cảm ơn Lê Đức Anh nha. Chào bạn. Thôi các bạn thì mình nên cho con lắc vào hay nên cho thêm con thời không à? Thôi đợi gu công đi, đợi gu công thì Bobby. Đợi kiếm Soraka đúng không? Xài lắc xong tí xài Serac. Trời ơi, hồi nãy nhặt gậy là ngon rồi, có cuồng đao rồi. Xài lát trước đi xem tí xài xe rác.
Serac bắn chậm không phê, tí sẽ có. Tí sẽ có đồ bạn ạ. Tí sẽ có đồ ngay. Ôi ôi. Rồi giờ up chat kiếm Soraka với các cho Soraka với các ma vào đúng không? Chết 8, Soraka các ma thay con này bằng Wukong công. Rồi Soraka các ma vào. Mình thấy thằng Bon nó đăng bài này mình thấy cũng hợp lý. Nhưng mà mình chỉ sợ gặp mấy ông vút rồng. Cảm ơn Bùi Hiếu nha. Cảm ơn bạn Cương Nguyễn, cảm ơn Nguyễn Nghiêm Thuận nha. Không đạo tại vì tí mình cần cái cuồng đao cho con lắc để tí mình đổi cho con xe rác gây đao khúc cuối nên mình không có xài thông đạo hiểu không. Cần con Soraka này, Wukong này, thôi lên 7 đi. Cần Wukong trước, vô đây rồi Soraka. Wukong vô đây rồi Soraka ra trước. Còn các ma sau cũng được. À mình thấy hồi nãy mình lướt mình thấy cái bay Bon to Beyond ấy. Bay thằng Bon nó kêu là bài này chơi được. Mình test thử coi. Mình thấy là giữ máu cũng khá là ok này. Top 1 này. Giữ máu ok phết. Cái gì hay thì mình học thôi. Nhưng bài này phải Hyperone. Hyperone như kiểu Hyperone mạnh thú vậy, nó hơi nguy hiểm. Hơi bị nguy hiểm. Ba cái BF luôn. Wukong kìa các bạn, Wukong gậy luôn kìa. Wukong cầm gậy luôn. Giờ Wukong cầm gậy hay lấy TF tiếp ta? Lấy Wukong cầm gậy thì có xô có Wukong nhưng mà mình không cần Wukong. Quỷ thư mình có rồi. Có cùng đao nhưng mà thôi mình cho con Zoe Sojin đi. Con Zoe này ngon. Zoe này stun liên tục. À, mình sẽ roll kiếm Wukong. Kiếm đại con Blitz vào trước đi. Cái thời không hay hơn. Tí có Soraka thì mình sẽ bỏ Bobby. À, máy chiếu kìa. Rồi. À, cái máy chiếu counter bài này quá. Thật sự là cái máy chiếu counter bài này. Bài này mình dính máy chiếu là mệt. Bài này dính máy chiếu là toàn. Chỉ cần dính cái máy chiếu là toàn. Tắt tim ra. Tắt tim ra đừng để dính máy chiếu. Để TF vô góc nó mới phi được nhiều. Cái máy chiếu là giống như độc mùa 2 á. Nó có một cái tia chiếu vô tăng 40% mana như độc mùa 2. Chase
Thì bài này đánh top 4 được. Cảm giác bài này đánh top 4 được mình chơi. Từ coi. Ari 2 găng thì còn cùng cung và giáp máu. Vút 7 gậy lốc. À đâu còn là cái gậy lốc với lại cái vũ công đâu ta? Phải kiếm được một con vũ công. Từ từ. Ôi dưới hình sắp 3 kinh. Vũ công đâu nhỉ? Đây à? Trời ơi má đang đông 2 vô cực. Ai nổi à mà đang đông. Đao nè. Ui Modern Case 2 kìa. Cầm thông đạo kìa. Phải nồi vậy. Cùng đao hoặc cùng cung đều ngon nha. Cùng đao thì tí cho xe rác được. Cùng cung thì cho luôn dấu y hoặc là TF. Cùng đao đi. Cùng đao lấy cùng đao. Cùng đao có thể cho TF luôn cũng được. Từ từ. Bài này bây giờ mà run ra con xe rác thì mình đổi cho con lắc thì mình sẽ mất CC, nhưng mình sẽ được thêm rất nhiều đam từ xe rác. Vũ công
Cho lát nha, để tí đổi cho Serac nha. Cho lát để tí mình đổi cho Serac. Gắn đao khúc cuối. Còn không thì tí bán mẹ lát đi cho công ty ép cùng đao cũng được mà thôi, từ từ. Để tình hình. Stars hear me. For life. Lên 9 cho con gì vô nữa? Team mình là full hệ rồi, lên 9 làm gì nữa? Team mình full hệ rồi, lên 9 gì nữa? Má toàn là đang đông đồ đam vậy pa. Các huyết kiếm vô cực đồ nữa. Lát CC ngon. Nhưng mà một lát nó sẽ thiếu đam thì Serac lựa chọn hay hơn. Zoe thì ngủ mấy con nhiều máu, mấy con phía sau mà không bị ăn đam ấy. Kinh phết. Được phết. Đội hình này được phết. Nhưng quan trọng là phải roll được hai con lìn này ba này. Không roll được là cũng hốc cháo. Quyền năng khổng lồ. Cho công chứ cho ai giờ. Má ông nội để toàn đâm đồ đam. Đâu, Hyper Puppy làm gì bạn? Chơi ba vệ binh thôi. Tại vì tí bạn xài là Ahri hoặc là Shinra với lại Zoe với lại Soraka, ba vệ binh thôi, bốn vệ binh nó lẻ mana. Như mình nói là nó lẻ mana. Nó bị lẻ mana. Đây, đồ mẹ siêu hút máu, siêu top hút. Vũ công đâu? Xin vũ công 2 coi. Ôi, Soraka ra nhiều nhỉ. Té nó có gây đam chí mạng đâu mà cho té hạt chí. Cái gu công nó trâu thêm được miếng nào hay miếng đấy thôi. Izuan kích. Izuan kích gu công. Izuan kích. Mạnh ăn kích. Rồi đây sẽ rác thử gai. Thử chú xe rác ra. Ui hai xe ke kìa. Ok, xe rác đam ngon phết. Xe rác top đam quá. Ôi, xe rác top đam được. Yêu ăn kết. Mạng ăn kết, Soraka nãy giờ lên 3 đấy. Yêu ốc chó. Mạng ốc chó. Đều ra U công 2 luôn. Ủi ôi, đồ kia. Đồ hợp lý đấy.
Ủa Ari lắc đồ sao không trưởng nó đi em? Em đợi cái gì em? Toàn rồi. Toàn rồi. Ố thắng à? Đội hình vui phết. Đội hình nhiều khống chế vậy đấy. Chắc chắn chúng nó lấy bút 7 rồi. Mình lấy thêm cái rít phép à. Lấy thêm cái Dark Star này cũng được này. Rít phép cũng ngon. Lấy Dark Star cũng ngon. Thôi lấy rít phép đi. Rít phép cho TF hoặc là cho Serac thôi. Dù ăn cướp. Mà ăn cướp. Ý dù ốc chó. Bạn ốc chó. Xe rác này. Cho TF luôn. Ghi đàm ao e cho nó thích. Thua con xíu. Hàng này hàng nào thua vậy? Hàng này Zihin đi à? Zihin đi rồi. Rồi Zihin đi. Ok. Mà ốc chó. Mà ăn cướp. Izu ăn cướp. Izu ốc chó. Mà ốc chó. Izu ăn cướp. Đi mở nó đéo ra con cung công 2 luôn. Ông này ông cầm 2 cung công 2 rồi. Cay vãi lên. For life. Rồi, xe đang nó bật ulti lần 2 nó bắn thấy mẹ. Thua rồi. Thua rồi. À, xém chết nữa rồi. Dương cứt. Mẹ con Sora có 3 thì lâu bị dương cứt. Rồi, cung công 2 rồi. Đó, nãy giờ không cung công 2. Anh em like đi, trời ơi 6k anh em. Cảm ơn Tùng tử tế nha, 6k 3 anh em. Phải like cho tôi lên, ít nhất cũng phải được 3k chứ. Phải được một nửa số like, nửa số view chứ. Tập trung xem quá rồi đấy, like đi. Serac nè. Serac. Izu ăn cứt con Serac. Mà ốc chó. Izu ăn cứt Serac. Mà ăn cứt. Izu ăn cứt. Mà ăn cứt. Đéo ra rồi. Huyết kiếm cho đại dâu y thôi. Ôi ôi vô cực giáp máu nữa nè. Ấy đồ ra đồ kiểu này là thua game. Ôi, thắng gì vậy? Gì gì? Anh em cho tôi xin 6k5 người, anh em phải cho tôi xin tầm 3.